Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Mercedes SLC 2017 được mệnh danh là mui trần hạng sang trong phân khúc xe mui trần với vẻ đẹp mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất mang đậm chất thể thao phóng khoáng. Đặc biệt gợi nhớ đến chiếc siêu xe thể thao cửa mở kiểu cánh chim Mercedes SLS AMG Gluon. Mẫu xe này đã được giới thiệu đến khách hàng Việt trong triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016. Mercedes SLC 43 2017 là mẫu xe thay thế cho Mercedes SL Roadster trước đây dựa theo hệ thống đặt tên mới dựa trên các dòng sedan của hãng. Mercedes SLC là phiên bản thể thao phát triển từ Mercedes C-Class. Mercedes SLC 43 2017 mang những sửa đổi ở ngoại thất cùng khối động cơ tăng áp kép 3.0 lít V6 sức mạnh 362 mã lực, mô men xoắn cực đại 520 nanomet, thời gian tăng tốc từ 0 đến 96 km/h mất 4,6 giây. Tốc độ tối đa 249,5 km/h, xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp 9 G-Tronic. Đặc trưng nhất, chiếc Mercedes SLC 43 2017 sở hữu loại mui cứng. Thế hệ mới nhất có thể mở ra hoặc gập lại được để biến chiếc mui trần thành chiếc cúp hai chỗ và ngược lại chỉ trong chưa đầy 20 giây. Với cửa sổ trời panorama độc đáo trên mui, nội thất da trong xe vẫn bảo đảm nhiệt độ dễ chịu ngay cả khi để xe dưới trời nắng nóng nhờ ghế xe sở hữu loại da chống nắng tiên tiến nhất cũng như hệ thống điều hòa khí hậu cao cấp Tecmotronic. Nếu vào mùa đông, tiết lạnh ngoài trời cũng không thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn với hệ thống sưởi ấm cổ AIR-SCRF độc đáo của Mercedes-Benz. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Mercedes-Benz SLC 43 AMG. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 với ngoại thất màu đỏ và nội thất màu đen. Chiếc xe mới lăn bánh được 18.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 3 tỷ đồng, chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.